Đam mê các sản phẩm túi của Prada đã lâu bởi vẻ ngoài cũng như chất lượng tuyệt đỉnh của từng chiếc túi. Bỗng một hôm mình thấy chiếc túi Prada Ngọc Trinh đeo chính là chiếc túi Rio Edition 2005 chính là chiếc túi mình đã muốn sở hữu nó từ lâu rồi. Mà thời buổi dịch bệnh điều kiện kinh tế của mình có chút gọi là eo hẹp. Muốn sở hữu em nó thì phải làm sao? Túi Prada Ngọc Trinh giá bao nhiêu? Bảng giá túi Prada Ngọc Trinh hàng hiệu Authentic 2022. Tóm tắt bài viết 2, một Thương hiệu Prada, 22, ưu điểm của chiếc tuổi Prada Re. Edition, 33. Phong cách chủ đạo của Prada, 4 mẫu túi Prada Ngọc Trinh đang dùng mua ở đâu, 1. Thương hiệu Prada, Prada là thương hiệu thời trang của ý chuyên sản xuất các mặt hàng cao cấp dành cho nam và nữ, giày dép, túi sách, phụ kiện thời trang. Thương hiệu Prada được thành lập vào năm 1913 bởi Mario Prada. Prada là hãng thời trang danh giá và nổi tiếng thế giới của Ý, đặc trưng của nó là sự kết hợp giữa thiết kế quý phái và các khái niệm nghệ thuật đương đại. Hai ưu điểm của chiếc túi Prada Re-edition Edison, khóa kéo chắc chắn, miệng túi được thiết kế với một đường cong huyền chuyển kết hợp cùng khóa kéo chắc chắn để bảo vệ vật dụng bên trong. Chi tiết da trang trí. Nằm ở bên hông túi chính là một chi tiết bằng da được Prada dùng để trang trí cho vẻ đẹp sang trọng của túi Prada Re-edition 2005 nylon bag chi tiết ra này được thiết kế đẹp mắt và có logo prada chuẩn xịn logo tam giác đặc trưng mặt trước của túi được tô điểm bởi logo tam giác làm bằng kim loại trắng men cực đẹp mắt dây đeo linh hoạt túi có hai dây đeo linh hoạt một là dây xích mềm mại với những móc xích nhỏ nhắn hai là dây đeo bằng vải dệt bản to có thể điều chỉnh độ dài cũng như tháo rời mỗi thiết kế dây đeo sẽ mang đến một phong cách thời trang khác nhau giúp chị em tự tin tỏa sáng túi ni lông nhỏ ở dây đeo, ở trên dây đeo bằng vải dệt bản lớn xuất hiện một túi ni lông nhỏ xinh xắn. Trên túi nhỏ cũng có gắn logo tam giác đặc trưng. Túi có khóa ri, Edison gắn vào dây đeo và có thể tháo rời. Phẩy chấm kích thước túi tiêu chuẩn túi có kích thước 22 18 6,5 cm và kết hợp với không gian bên trong được lót bằng lông mềm mại dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn mẹo hay cách đấu giá hàng si nhật có giá tốt thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội bảo hiểm 100% mã SPU 4574661413 phong cách chủ đạo của Prada túi Prada nói riêng và các sản phẩm Prada chủ yếu được làm từ chất liệu da của ý với phong cách cổ điển lịch lãm nhưng không kém phần sang trọng dù cổ điển nhưng điều này không đồng nghĩa với lỗi thời. Dù bạn ở thời đại nào, chiếc túi từ Prada vẫn giúp bạn có diện mạo thật thời thượng và đẳng cấp. Nhờ thiết kế bắt mắt mà túi Prada được rất nhiều ngôi sao người nổi tiếng lựa chọn làm bạn đồng hành. Tại Việt Nam, không ít các tín đồ đã bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu các mẫu túi này, mã SPQ1000315205. Mẫu túi Prada Ngọc Trinh đang dùng mua ở đâu, hiện nay không khó để mua một chiếc túi khi bạn đã biết tên và ảnh của sản phẩm. Để có thể sở hữu chiếc túi Prada như Ngọc Trinh đang sử dụng mà có chất lượng mẫu mã như vậy thì trên những trang web chuyên về đồ hiệu cũ của Nhật như Brandia, Yahoo, hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở cách mua nhé.